Những mẻ cá biển an toàn thực sự được đánh bắt ngoài khơi xa như thế nào? Để trả lời câu hỏi này như đã hứa, chúng tôi đã đồng hành cùng bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình trên hành trình ra khơi, chứng kiến những hình ảnh thực tế nhất, sống động nhất tại ngư trường cách bờ biển gần 200 km. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn. Tôi đang có mặt trên chuyến tàu cá số hiệu QB91899 của anh Quý. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một cái chuyến hành trình ra khơi đánh cá cùng với chuyến tàu này. Rời cảng cá sông Danh Quảng Bình, nhiều ngư dân tranh thủ gọi điện về cho người thân khi tàu còn trong vùng phủ sóng. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 15 ngày. Ra khỏi cửa sông, những nghi lễ truyền thống của người đi biển cũng được thực hiện. Mình đi cầu mái, cầu phúc, cầu lợi. Như mình nghĩ được của mình đâu là mình trên phù hộ. Mỗi lần ra khơi là một lần bồn chồn lo lắng. Nhưng lần này, sự lo lắng hiện rõ hơn trên nét mặt của nhiều thủy thủ. Từ cả chết đến nhờ cùng ở nhà hết 7-8 ngày, bây giờ mới chạy lại. Chuyển chứ mong muốn cho được nhiều hơn nữa và nhiều để bảo bản cho đồng bào của Việt Nam ăn khỏi sợ cá chết. Hơn 8 giờ lênh đênh trên biển, tàu đã có mặt tại ngư trường cách bờ hơn 60 hải lý. Cả vùng biển đêm sáng rực ánh đèn. Máy dò cá trên tàu vừa bật lên đã phát hiện một luồng cá lớn. Con cá nó ở đâu, ở trong cái kia vậy? À đấy, chính là cá đấy ạ. Xác định xong vị trí, một bóng đèn lớn nhanh chóng được thả xuống. Lưới thả xuống 10 phút là kéo lên được hơn tấn cá nục tươi ngon. Ở đây. Cá là đắt nhất của Trung Quốc. Sau nhiều giờ đi biển thì những cái mẻ cá đầu tiên đã được đánh lên. Và như quý vị có thể thấy thì tất cả những cái con cá đều vẫn còn đang rất là tươi ngon như thế này. Ngay sau khi đưa lên tàu, toàn bộ số cá đều được ướp đá. Không ướp đá lên là sẽ cùng cả hắn được đảm bảo tươi lắm. Mới ướp lên để về bán cho được giá. Ngày thứ hai, tàu cá đã di chuyển cách xa bờ gần 90 hải lý. Chẳng bao lâu sau, một đàn cá ngừ hàng nghìn con đã bị phát hiện. Thả lưới, xuống biển đập nước. Sau khoảng 1 giờ, đàn cá đã nằm gọn trong lưới. Bao vất vả, giờ nụ cười mới hiện rõ trên nét mặt của những ngư dân Quảng Bình. Thực sự là những cái công việc ở trên biển như thế này thì rất là nặng nhọc. Thế nhưng mà niềm vui khi mà đánh được cái số cá lớn như thế này khiến cho tôi cũng như là anh em, tất cả những anh em ngư dân ở trên biển đều không cảm thấy mệt mỏi, cố gắng để làm sao mà có được cái số cá tươi ngon nhất để mà mang về đất liền. Làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn, hơn 15 tấn cá đã được xếp gọn trong khoang. 11 giờ đêm, con tàu mang đầy cá tươi chạy hết tốc lực vào bờ. Hiện chương trình đã lập danh sách những địa điểm, cơ sở có tình trạng sản xuất và phân phối, sử dụng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm sạch được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã được chúng tôi đăng tải và sẵn sàng tiếp nhận đăng ký thực phẩm sạch của các doanh nghiệp. Chi tiết có trên trang fanpage của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn.